Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019. Con kính trả lời câu hỏi rằng làm gì khi mà mình đắm chìm quá sâu hoặc là quá nhiều những suy nghĩ và cảm xúc? Làm gì khi mà trong tâm mình quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ? Làm sao thoát nó ra? Thì đây là cái cách mà con chia thành 6 bước rõ ràng để cho người mới cũng như là người thực tập có bề dày, chúng ta dễ hình dung và thực tập coi thứ mình đã ở bước nào và mình chưa có cái bước nào mình chưa đến được, cái bước nào mình chưa có chạm được và tại sao mình thoát ra chưa được. Kính thưa quý Phật tử, khi trong tâm mình mà nó có quá nhiều suy nghĩ và nó cảm xúc nó quá nặng nề, nhiều cái cảm xúc mà nó quá sân, nó quá tham à, hoặc là cái suy nghĩ nó quá là đắm về tương lai hay quá khứ và nó có quá là thật ở trong cái câu chuyện trong đầu mình, nhiều lúc mình tưởng chừng như mình không thể thoát ra được, thì thực tế là nó có cái cách đấy quý vị ạ. Bước thứ nhất là đừng có kháng cự nó. Tức là khi mình chơi phim 3D hay 4D hay là mình ở trên nhất thì muốn chạy xuống một cái thác, thì lúc đó cái tâm mình nó cảm giác giật mình lại, nó muốn kháng cự và nó muốn ra khỏi cái dòng thác hay là lao xuống cái đường ray thật là sâu đó. Lúc đó cái tâm nó không muốn, giống như cái lúc mà mình sắp chết đó, nó không muốn chết, nó khựng lại. Thì chính cái năng lượng khựng lại kháng cự đó nó tạo ra cái sợ và cái sân, nó chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Cho nên ngay cái lúc mà quá nhiều những cái bế tắc, quá nhiều những mớ bồng bông trong lòng, quá nhiều những cảm xúc, đừng có kháng cự nó. Đối với người đời thì đừng có chạy theo nó, tiêu diệt nó. Đối với người tu đừng có nghĩ rằng nó xấu mà tìm cách này cách nọ để loại trừ, chạy trốn nó. Cái bước thứ hai là mình phải ý thức, ít nhất là mình ý thức được câu chuyện đang ở trong đầu mình. Tức là mình nhìn thấy giống như những thứ này, mình thấy bên ngoài sao thì mình thấy trong y chang vậy. Cách mà mình lấy cái tâm mình ý thức, có đó cái lưng của tôi, mình đâu có thấy lưng đâu nhưng mình ý thức cái lưng mình ở đó, thì mình đâu có thấy cái suy nghĩ và mớ bồng bông câu chuyện trong đầu mình đâu, nhưng ý thức, ít nhất là mình ý thức được câu chuyện đang ở đó. Nó đang kể câu chuyện hôm qua, hàng ngày nữa, hay là cái gì đó đang diễn ra trong hiện tại mà có vẻ trục trặc cho mình nghe. Nếu như mà mình không ý thức được, tức là mình làm câu chuyện đó, thì cái tôi mình nó đồng hóa vào câu chuyện đó và câu chuyện nó trở nên rất là thật. Thì cái người mà đang ở trong mộng mà người ta ú ớ, đối với người bên cạnh mà thức á, thì cái giấc mộng của người ngủ không có thật, nhưng mà cái người ngủ giấc mộng là thật. Cho nên cái giấc mộng mà là thật nghe có vẻ nó thật hoang đường, nhưng bởi vì mình đang mộng mà mình không biết mình mộng, cho nên cái giấc mộng nó làm cho mình ú ớ sợ hãi hạnh phúc trong đó. Thì câu chuyện trong đầu mình nếu mình không biết nó thì nó trở nên rất là thật, giống y như là đang ngủ mơ ban ngày vậy đó. Cho nên tỉnh thức của Đức Phật, tức là Buddha, là cái người đã không còn mộng ở trong giấc ngủ cũng như không còn mộng trong suy tư của mình, không có một câu chuyện riêng để đồng hóa vô thành cái tôi của cuộc đời của họ, không có trong đó. Chỉ có những câu chuyện đang kể và có một người quan sát những câu chuyện đó. Khi mà bên trong mình có thể quan sát rất rõ những thứ đang chạy trên tiền trán của mình là cái câu chuyện đó, thì ai đó thấy mình chăng nữa thì cũng thấy những cái thứ mà mình thấy thôi, chứ mà họ không có thể thấy cái thứ mà chân thật con người của mình được. Họ chỉ có thể thấy con sóng, họ không thể thấy đại dương. Đại dương là vô tướng. Tâm của mình á là cái chánh niệm, cái ý thức rõ ràng, nó không có tướng. Nó biểu hiện lên thành con tướng là con sóng suy nghĩ đó. Ai thấy mình thì thấy những thứ đó thôi, và những thứ đó không phải là mình chân thật. Cho nên cái bước thứ hai á là mình phải nhận ra mình ở phía sau cái đám mây suy nghĩ, mình ở phía sau cái con sóng suy nghĩ, mình ở phía sau. Tức là ở đây không có một cái mình, một cái tôi nhé, mà chỉ có một sự quan sát. Thì cái sự quan sát nó là gì? Nó khó hiểu, nhưng ít nhất là mình ý thức được là có một cái gì đó đang chạy ở trong đầu mình. Và bước thứ hai là có mặt cho nó và lắng nghe câu chuyện nó đang kể, cho phép nó một không gian để nó được tồn tại như nó muốn. Bước thứ ba, hãy duy trì cái độ quan sát nó đủ lâu, ví dụ như 5 giây, 10 giây, 15, nửa phút hay là 1 phút. Thì khi cái không gian mà quan sát, khi mà cái độ quan sát, chiều dài của cái độ quan sát nó dài ra thì cái không gian nó sẽ lớn lên. Lúc đó mình sẽ nhận ra một điều này này, là bước thứ ba là mình sẽ thấy được cái tính vô dụng của cái suy nghĩ, cái câu chuyện, và cái tính phá hoại của cái suy tư về câu chuyện, cái tính phán xét, cái tính sợ hãi. Bởi vì cái câu chuyện là những cái sự kiện, mà những cái sự kiện nó qua hay nó chưa tới, thường nó tạo ra một cái loại cảm xúc tiêu cực, thì nó mang chất phá hoại. Nó vô dụng là suy tư, nó đâu có cái gì liên hệ với hiện tại đâu, cho nên nó vô dụng, hiểu không?
Bởi vì hiện tại này không cần mình suy tư, mà cần mình sống. Mình sống với sự tỉnh thức. Cái gì nó yêu cầu thì mình thực hiện. Mà nó không yêu cầu mình ngồi mình suy tư, tức là cái tôi mình đó, nó đòi hỏi, nó vô dụng với cái hiện tại. Còn hễ mà nó cứ suy tư hoài, nó tạo ra một loại cảm xúc lo lo sợ hoặc là nắm giữ, hồi hộp, cực kỳ hạnh phúc hay cực kỳ khổ đau, đều là những cái năng lượng tiêu cực mang tính chất phá hoại thân tâm, bất an và tạo ra đau khổ cho người hết trơn á. Khi mình nhận ra được cái đó là bước thứ ba, là nó qua cái bước thứ tư một cách rất là tự động, giống như nước chảy về sau. Đó là mình muốn thoát ra khỏi nó. Khi mình nhìn kỹ vào cái đống phân trước đó, mình tưởng nó là một cái đóa hoa, mình nhìn kỹ đó mình thấy nó phân, nó là phân, cái mình thấy được cái mùi hôi và cái tính vô dụng phá hoại của nó. Cái mình có cái xu hướng, cái tâm mình nó có cái xu hướng né cái gì mà cái tâm nó phát hiện ra vô dụng cho nó là nó né. Nó cứ tưởng là ngọt nó mới nắm, nhưng khi nó thấy đó là chua cay đắng khổ đau là nó né. Rất là hay. Cho nên khi mà mình chưa né được cái thứ khổ đau hay là cái nguyên nhân gây ra khổ đau là bởi vì mình chưa thấy được cái bản chất thật của nó. Như vậy mình đừng có cố tránh cái gì mà mình cho nó xấu hoặc ai nói nó xấu mà mình không phải tự thấy bằng mắt mình. Cho nên khổ đế là đầu tiên, thì mình mới có khả năng thấy được cái, tìm hiểu cái nguyên nhân, thấy được cái nguyên nhân của khổ và cái khổ thật rồi, thì mình nói được hai cái chuyện sau. Thì tự nhiên mình nhận ra được cái tính hôi, cái tính vô dụng, cái tính không có giá trị, rồi cái tính phá hoại của nó nữa, là cái tâm nó muốn tách ra. Nó bước thứ tư như vậy. À, khi mà cái tâm nó muốn tách ra thì lập tức cái đóng phân đó, lập tức cái câu chuyện ở trong đầu mình đó, lập tức cái sự kiện có vẻ rất là vô dụng đó, nó trở nên rất là thật. Nó nói với mình là không, đây không phải mộng đâu, đây rất thật đó. Cái giấc mơ mình nó nói cho mình nghe. Nó muốn hút lại cái năng lượng chú tâm của mình vô nó. Phải xử lý cái vấn đề này, đừng ngồi thiền, đừng có đi khóa tu một ngày, đừng có giữ giới, đừng có chuyển hóa, đừng có làm gì hết. Phải xử lý vấn đề này cho bằng được ngay lúc này, rất quan trọng. Nó quan trọng hơn bất kỳ cái gì cả. Nó sẽ nói như vậy để nó thuyết phục mình. Ai nói? Cái nghiệp lực, cái tôi, cái sự đồng hóa của câu chuyện nó trở nên rất thật. Lúc đó là bước thứ năm, là mình đừng tin vào cái sự lôi kéo trở lại cái câu chuyện đó nữa. Nhớ như vậy. Nếu mình không đủ cái định, lúc này mình bị nó lôi lại. Dẫn chứng là khi mình ngồi thiền xuống, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một lát cái câu chuyện nó trở nên rất thật. Thôi đừng hít vào, thở ra nữa. Suy nghĩ đi. Thử đi. Quý vị để ý chỗ này. Tác ý lúc đầu là do ngồi thiền, là ngồi để hơi thở cho mình được bình yên. Nhưng ngồi một lát là suy nghĩ nó kéo mình đi. Và mình nói, à tay này thôi cầm đi, mắt tôi nhắm luôn, hướng dẫn tôi đi. Và mình rất là ngoan ngoãn và nó dẫn mình đi. Đó chính là mình tin cái câu chuyện trong đầu mình nó kể là có thật. Thì lúc đó mình đừng có tin, tức là mình đừng có bị cái sức thuyết phục của câu chuyện nó thật đến cái độ mà mình đưa tay cho nó dẫn đi. Thì để được cái chỗ đó là cái định mình nó có, cái niệm mình nó phải mạnh, nó mới thành cái đại niệm. Cái đại niệm nó mạnh, nó mới thành cái đại định, thì mình mới an trụ lại theo ý mình muốn. Rồi cái bước thứ năm, bước thứ sáu là mình bước ra khỏi cái dòng suy nghĩ đó, mà mình quay về cái đối tượng thực tướng, thực tướng pháp, đó là suy nghĩ. Thay vì đó là hơi thở, hoặc là đó là bước chân. Cái đó là có thật, có thật ít nhất cái trong cái hiện tại, nhưng là những sự kiện đang diễn ra là cái hiện tượng pháp, cái thực tánh pháp nó đang diễn ra. Và tâm của mình được cái thực tướng pháp này nó giữ cái sự chú tâm của mình, chứ nó không có phải là cái ảo tưởng, cái tưởng tượng, cái giả định, cái pháp mà do cái tâm là cái tưởng tri nó hình thành nữa. Thì khi mình đạt được cái bước thứ sáu rồi á, thì nó có vẻ rất là ổn. Nhưng để đạt được cái bước thứ sáu á, thì hàng ngày đừng có phí, ít nhất là bước chân đi, đừng có để cái tâm mà không biết mình đi. Và thứ hai là hơi thở, ngồi thở, đừng có để cho cái hơi thở mình nó phí, đó là mình không có biết được mình đang thở. Mình rửa chén, mình làm việc, những cái việc rất là nhẹ nhàng, quét rác, dọn cơm, bưng đồ, uống nước, những cử chỉ đó đừng có để nó phí. Nếu không thì mình rất khó lòng mà xây dựng được cái định vững chãi để mình đối diện với những cái sự thật, câu chuyện trong đầu mình về tương lai, quá khứ, về những cái drama, cái bi kịch, cái hài kịch ở trong cuộc đời của mình. Cho nên mình mới thấy mình ngồi thiền xuống, hơi thở nó quan trọng đến cỡ nào, mình bước đi chánh niệm nó quan trọng như thế nào, mình quán thân thọ tâm pháp trong khi mình khỏe, mình mạnh, nó quan trọng thế nào, thì mình biết nó sẽ giá trị khi cái lúc mà
mình có khả năng ngồi xuống muốn yên bao nhiêu yên cái tâm làm được không? Nếu không thì mình buộc phải hành trì. Đó. Cho nên không phải hành trì đợi cái lúc mà tâm của mình nó quá đắm ở trong cái suy tư và nó quá đắm trong cảm xúc mà mình làm được đâu. Thực tế thì nó là dấu hiệu tốt để cho mình biết mình đã không có cái định sâu cho nên mình bám. Vậy thì 6 bước này chỉ được thực hiện tốt khi hàng ngày mình xây dựng cái sự chánh niệm có mặt ở trong từng hành động rất nhỏ, cụ thể là bước chân, hơi thở và động tác qua lại, đi đứng, nằm ngồi, cử chỉ và nín nói, động niệm. Và không còn cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất đó, hoặc là con đưa cái tay này xuống với sự ý thức rõ ràng của con, thì con muốn đưa chỗ nào con đưa. Hay là con đưa cái tay này xuống mà con định để xuống này mà con qua đến này, nó rớt. Thì cái là hành động nào mà nó không có chánh niệm tỉnh giác, hành động nó tạo ra đau khổ. Một hành động mà mê, kết quả không thể tránh, đó là quả khổ. Như vậy, quả khổ không phải ai tạo mà là chính mình tạo cái nhân mê. Vậy muốn hết khổ không phải ai giúp mình mà mình phải giúp mình tạo cái nhân tỉnh. Vậy để tỉnh thì không còn khác nào khác, không còn cách nào khác, đó là con đường chánh niệm. Và để chánh niệm được trong lúc bạo động, dông bão trong lòng thì mình phải chánh niệm được lúc mình tỉnh táo. Vậy nghĩ tới chuyện ngồi thiền mà mình đau khổ khó chịu, đó là cuộc đời mình thật bất hạnh thầy. Và hãy nghĩ tới cái chuyện ngồi thiền, đi từng bước nhẹ nhàng, đi từng khóa tu, yên tâm mà ngồi xuống thở, mỉm cười nhẹ. Như thế là một ân đức lớn nhất của đời người mà chúng ta có, mà chúng ta gặp Phật và chúng ta học được Phật và ứng dụng được cái giáo lý của Ngài, cũng như có rất là nhiều người ở xung quanh hỗ trợ cho cái chánh niệm mình lớn lên. Điều đó là vô cùng đáng quý. Kính mong chia sẻ và mong đại chúng ứng dụng tu tập để có kết quả xa thuốc.